Ông Nhí ơi, ông Nhí à, có ở nhà hay là không? Trời đất ơi, mới sáng sớm đang làm gì đó cha nội. Ông Nhí ơi, đang làm gì đó cha nội. Ủa? Trời đất ơi, chôm chôm ở đâu quá trời vậy? Của một cụ đất dưới quê nó bẻ ra nó cho đó. Ủa thằng này tốt ta. Hôm bữa tôi xin nó rồi, nó hứa là vài bữa nữa chín á, tao bẻ lên tao cho mày. Trời đất ơi, hôm nay nó cho rồi. Quá đã luôn. Thằng này coi bộ uy tín nha anh em. Quen biết sơ sơ, gặp gỡ như được một hai lần đúng không? Đúng rồi. Có cái gì cũng cho anh em mình ăn hết. À, nó hứa với anh em mình là nó gửi chôm chôm lên cho anh em mình. Hôm nay nó gửi rồi. Quá đã luôn, ăn trái thử coi. Gì gì ăn trái tào lao, nó chưa chín mà ăn gì. Chôm chôm vậy ăn được rồi cha nội, ông để chín sao được. Đây nè, nó còn xanh lét này mà thấy không, Đúng không? nó chua lắm, À. nó chua với lại cái cơm nó cứng lắm. Rồi, mấy cái trái này còn xanh hả? Xám chứ. Như thế nào là chín? Chín nè. Ừ. Đây nè, như mấy này nè, À. thấy không? Rồi, thấy. Đó, nó đỏ lét này thấy không? Đúng rồi. Đó. Rồi mày Ăn thử, ăn thử. Thì đây nè, để tao thử cho coi. Ăn thử ha. Tách nó ra. Wow. Thấy không đó? Cái này gọi là chôm chôm khô. Phải không? Chôm chôm khô gì? Chôm chôm ráo. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng Đúng rồi. đúng 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 nè. Đó. Chôm chôm miền Nam đó. Ngọt không? Ngọt không? Tao nói mày nó ngọt như mật. Ngọt như mật hả? Ừ. Trời đất ơi. Wow, để tôi thử một trái coi. Mày đâu thử. Chôm chôm này á là thằng cu đất nó gửi lên cho anh em mình. Ông dành ông ăn một mình ông là không được nha. Đâu có. Nó đâu có đề cập lên mày đâu rồi cho mày. Nó nói là sao? Nó nói cho anh Nhí nè, ăn lấy thảo. Có chèn miếng tên ông Thiện vô không? Không có chèn miếng gì luôn. Ông Tư. Nó còn dặn là coi chừng hai ông đó nữa. Thấy không? Cái thằng cu đất này nha, mày lạng quạng nha, tao gặp mày mày tới số nha. Anh em chơi chung với nhau. Mày có chôm chôm mày cho mình ông Nhí mày không cho tao ăn. Tao đâu có biết cái đó, cái chuyện của nó tao đâu có biết đâu. Mày cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Nó mà chín đều hết á là tao cho mày ăn. Chừng nào chín? Khoảng chừng 2-3 bữa gì đó. Trời đất ơi, cái này ông để ngày mai là nó đỏ hết rồi, nó héo queo à. Chôm chôm á, ông hái xuống rồi mà ông vú nó héo queo, nó không ngon. Đâu có, vậy nó mới ngọt đó. Phải ăn liền nó mới tươi ông Nhí. Nè, cái gu của tôi ăn chôm chôm là tôi khoái ăn mấy trái chôm chôm vậy nè. Nó vừa hường tới. Cái đó là cái gu mày ra chợ mua ăn. Còn cái này của tao mà. Chôm chôm đầu mùa mắc tiền lắm cha nội. Nói tóm gọn là ông có cho hay là không? Mệt mày quá mày ơi. Chờ vài bữa nó đi tao cho. Nó chín đều hết hả? Ngày mai tôi qua tôi thăm tiếp á. Cái này cỡ ngày mai là chín rồi mà để lâu nó héo không ngon. Cha nội này tiết kiệm quá vậy. Có mấy trái chôm chôm mà làm gì thấy ghê. Mày chờ vài bữa đi mày ơi. Rồi. Vô đây tao cho mày coi cái này nè. Vụ gì? Mày nhớ con cá này không? Con cá nào? Đây nè, con này nè. Chu cha, cái con này hôm nay nó mạnh vậy. Là cái con hôm bữa nằm dưới đáy hả? Sát dưới đáy hả? Ừ. Nó nằm mẻo bên vậy nè. Ông làm cách nào nó khỏe lại hay vậy? Thì cho nó liều thuốc là nó hết thôi, có gì đâu. Hay ha, hay ừ. ha. Chu cha. Thấy không? Làm cái ổ bọt chà bá luôn kìa. Khỏe lại mà còn có sức làm ổ bọt ông nhí. Ừ. Vậy là con cá này nó tỉnh lại rồi. Được tao mà mày. Con cá này á, nó không có đẹp nha. Nó là một con cá kỷ niệm, giống như kiểu là mấy anh lớn ở đây đúng không? Lớn tuổi rồi thì con cá này hôm bữa mình thấy nó yếu xìu à, thì hôm nay ông Nhí ổng đã chữa bệnh cho nó tỉnh lại rồi, đó. Chĩa tay vô nó sung luôn. Dữ chu cha. không? Dữ không? Wow, có thể là ông may mắn, không phải là do liều thuốc của ông, mà có thể á là ông may mắn con cá này nó hồi xuân. Có thể con cá nó hồi xuân không phải do ông. Mày tào lao quá mày. Không có tao là nó đi luôn chứ, ở là hồi xuân. Trời đất ơi. Tao là tao trị bệnh cho nó mà. Để nàng lại đây mày coi cái này nữa nè. Hay vậy. Thấy chưa? Mấy bữa trước mày qua mà thấy nhỏ 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 không, hôm nay nó bự hết rồi thấy không? Wow, gần lên keo được rồi. Ừ.
Mấy con cá này hôm bữa tôi thấy nó nhỏ lắm, hôm nay nó bự dữ vậy. Chu cha, cỡ này là gần lên keo được nha ông nhí. Ông làm cách nào mà ông nuôi nó nhanh dữ vậy? Nghề của tao mà mày. Phải không? Tao chỉ cần nghiên cứu một chút xíu về thức ăn thôi. À, là nó ăn vô nó sẽ tiêu quá nhanh mà nó mau lớn. Quan trọng cái nước nè. Cái nước con cá bầy á là mình không có thay thường xuyên. Mà tại sao cái nước nó trong dữ vậy ta? Ha. Nó lắng nó trong ghê ha. Nhờ xử lý. À, nhờ cách tao xử lý. Hay vậy? Ông hên thôi, tôi thấy có bầy ông nuôi cũng hư hoài ông ơi. Có bầy được, bầy không. Chứ đâu phải là bầy nào cũng tốt nè, như là bầy này nhiều nè, bầy này có mấy con nè. Hôm bữa cái bầy này tôi thấy nó nhiều lắm, hôm nay còn có mấy con. Nói chung là ông nhờ vào sự may mắn thôi. Cái bầy này ai nói mày mấy con? Phải không? Tao lên keo rồi đó. À, xuất xưởng vận chuyển là có tiền rồi đó. Là lên keo rồi. Có bán luôn. Có lựa ra rồi. Ừ. Đâu? Đây nè, nó nằm đây nè. Chu cha. Wow. Đây nữa nè. Đó. Trời đất ơi, đẹp dữ vậy. Đó. Cái này gọi là Nemo hay là Multicolor? Cái này Nemo coi. Quá đẹp anh em ơi. Nemo coi nha. Con cá này thì nó thuộc cái dòng nhỏ, không phải là danh khổng lồ nha. Mà con cá ông nhí ông nuôi nó khỏe thiệt. Nói chung là mình nuôi cá cũng nhờ vào sự may mắn, giống như là đua xe, giống như là đá banh ông nhí. Không có sự may mắn thì ông không thể nào nuôi được bầy cá khỏe tốt như thế này, đúng không? Đâu có đúng. Cái đó mày phải hay. À, nhờ vào bàn tay. Hay vậy? Khối óc mày nghiên cứu mày mới làm được nó, chứ đâu phải mà không hay mày đâu làm được. Tính ra tay nghề ông nhí lên nha anh em. Tính ra tay nghề ông nhí lên mỗi ngày nha. Mình nhớ hồi đó ông nuôi cá có bầy hư, có bầy được nha. Còn bây giờ ông quất cái nào là ra cái đó ha. Hay à, hồi đó cái nghề nó chưa cứng phải không? Bây giờ là mày làm thời gian dài, mày đam mê á, bắt đầu mày phát ra. Có mũi lăng quăng ông nhí. Cái này mồi cá tao nuôi luôn đó. Trời đất ơi, tao tạo ra thức ăn cho cá luôn. Cái gì ghê vậy? Lăng quăng mà ông nuôi được luôn hả? Mày khỏi đi mua mồi. Thời gian gần đây tôi thấy ông không có nuôi trùng chỉ. Kiếm trùng chỉ sinh mà không có. Đây. Cái gì ghê vậy? Đây nè. Nuôi luôn hả? Nuôi luôn. Thiệt không? Tao nuôi nguyên hàng luôn nè. Trời đất ơi, ngon lắm. Nhiều khi mày biết hả, tao nằm tao ngủ tao suy nghĩ, tại sao con người trên đời này lại tạo ra tao? Lại có một cái người mà nó rành như tao thiệt á. Không ngờ luôn. Không ngờ, không thể tin được. Ông đừng có nên tự cao quá. Có khi ông nghĩ ông hay, chưa chắc là ông hay. Người ngoài nhìn vô thấy ông dở. Như tôi nè, tôi nhìn vô thấy ông bình thường, có gì đâu hay. Ông nhờ vào sự may mắn, nhờ cái giống cá của ông lần này nó tốt, ông mới nuôi nó khỏe được như vậy. Đó, nhờ là con cá kia nó hồi xuân thì nó mới tỉnh lại. Còn ông dùng thuốc á, chưa chắc là nó tỉnh lại. Thiệt luôn á. Mày sao mày không biết gì hết? Cái đó là do cái tay nghề của mày. Đi về bển đi. Trời đất ơi, nói tào lao không à. Tôi nói ông nghe nè, tôi mới vừa nghĩ ra luôn. Ngồi ghế. Cái gì? Bây giờ tôi sẽ cho ông một thử thách. Một thử thách nha, nếu mà ông thắng thử thách này ông sẽ được 2 triệu. Thử thách này nếu mà ông hoàn thành, tôi sẽ móc ra 4 tờ năm xị, tổng cộng là 2 triệu tôi tặng cho ông. Tặng cho tao xài. Tặng cho ông 2 triệu bạc. Ui. Nếu mà ông hoàn thành thử thách. Thử thách? Thử thách gì mày nói tao nghe coi. Ông nói là ông giỏi chăn nuôi đúng không? Ừ. Ông nói là ông rành về cá đúng không? Đúng rồi. Thì mình sẽ thử thách liên quan về cá luôn. Quá dễ. Rồi, ok mày. Phần thưởng 2 triệu. Nếu mà ông thắng cuộc, ông sẽ được 2 triệu tiền mặt. Được. Còn nếu mà ông thua? Thì tao bị gì? Còn nếu mà ông thua, ông sẽ không bị gì hết. Ê, khỏe. Giống như kiểu là tôi thử thách ông. Thì trò chơi này đơn giản lắm. Ông sẽ chăn nuôi, ông nuôi ai? Ông nuôi ông Tư. Nuôi thằng Tư? Nuôi ông Tư trong vọng tiếng. Ui, mày nuôi thằng Tư trong vọng tiếng đâu có khó khăn gì.
Nếu mà ông nuôi ông Tư trong vòng 1 tiếng mà ông Tư khỏe mạnh, thoải mái thì ông sẽ thắng. Thằng đó thằng dễ ẹt thằng này. Không, tao lấy 2 triệu mà tao xài khá ru luôn. Chưa chắc, chưa chắc. Cái cách chơi như thế nào? Đâu có đơn giản là ông nuôi ông Tư một cách bình thường. Ông sẽ nuôi ông Tư trong một cái hồ giống như là con cá bê ta vậy đó. Trò chơi này tôi mới nghĩ ra, chưa nói cho ông Tư biết nha, cho nên là ông yên tâm. Có nghĩa là ông sẽ nuôi ông Tư trong cái hồ nước. Thằng Tư nó đâu phải con cá đâu mà nuôi trong nước. Bây giờ ông cứ coi ông Tư là con cá đi, ông nuôi trong nước thử coi. Ông mà nuôi ông Tư được á, là con cá này không là nghĩa địa gì hết. Thôi mày ơi, dẹp mày đi mày ơi. Thằng Tư nó là người, nó ở trên bờ. Mày đưa nó vô nước sao mày nuôi? Nó có cái gì đâu. Thì ông cứ nuôi ông Tư một tiếng trong nước, đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là thả ông Tư vô nước, cứ nghĩ ổng là con cá, chăm sóc ổng trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà ổng vẫn khỏe mạnh á là ông thắng. Còn nếu mà tay nghề của ông lơ mơ á, ông làm cho ông Tư mệt mỏi á là ông thua. Bỏ cuộc, đơn giản như vậy thôi. Ông không có tốn gì hết. Tất cả chi phí trong trò chơi này ông sẽ chịu. Tiền nước nè, tiền điện nè, tiền phát sinh lặt vặt nè. Còn tôi không có chịu, tại vì sao? Tại vì tôi đã tốn 2 triệu rồi. Đúng chưa? 2 triệu à. Nuôi ông Tư trong nước như một con cá bê ta. Là thả ông Tư vô nước. Ông Tư trong vai con cá bê ta. Rồi tao hiểu ý mày rồi. Vậy bình thường có gì đâu, mày coi nó như con cá mày nuôi thôi. Nuôi theo cách nuôi con cá ha. Ừ. Giờ thử thách ha. Ừ. Rồi ông Tư đi vô. Ông Tư ơi. Rồi ông Tư vô đây. Hôm nay tôi có một trò chơi cùng với ông Nhí. Thử tay nghề ông Nhí, tay nghề chăn nuôi. Thì hôm nay ông Nhí ổng sẽ nuôi ông trong hồ nước trong vòng tiếng. Nếu mà ông Nhí thắng cuộc á, ổng sẽ được 2 triệu. Còn nếu mà ổng thua cuộc á, thì thôi, mình giật tay nghề của ổng thôi. Được. Phần thưởng của ông là có sẵn một rổ trái cây. Cái gì vậy? Chắc không? Trái cây mày. Một rổ trái cây. Có thể là ông dùng rổ trái cây để mà làm mồi cá đó. Chứ không lẽ ông cho ông Tư ăn cám? Đúng rồi, tôi đâu biết ăn cám đâu. Đâu có nhiêu tiền đâu. À, 2 triệu. Hiểu chưa? Rồi, hiểu. Rồi, đem phao vô. Tao đồng ý. Ông ba, ông bơm rồi, đem phao vô. Rồi, bây giờ bắt đầu nha. Rồi, bắt đầu đi. Bắt đầu nha. Rồi, chuẩn bị. Ông làm thủ môn hả? Sao mày nhúng theo, tao đâu có biết. Trời đất ơi, ông chăn nuôi thì bình thường thôi. Thở dài đi tới đi lui nghiên cứu thôi. Đúng rồi. Chụp banh chi, hiểu chưa? Ừ. Rồi bắt đầu. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, ông chăm sóc ông Tư. Ông Tư khỏe mạnh, thoải mái là ông lụm tiền. Vậy thôi. Còn ông Tư mà mệt mỏi khó chịu á, có nghĩa là tay nghề của ông chưa có tới. Đúng rồi. Con gì cũng là con, quan trọng là mình chăm sóc nó đúng cách là nó sẽ ok. Đó. Rồi ông Tư sẽ hóa thân thành con cá beta. Ok ha. Chờ ông Tư chút xíu. Ông Tư ổng đi thay đồ rồi. Thấy không? Ổng sẽ biến thành con cá beta cho ông nuôi. Rồi cố gắng hoàn thành thử thách lấy 2 triệu nha. Tất nhiên. Rồi. Bây giờ mình bơm nước vô hả? Rồi bơm nước cho mày lên. Hiện tại theo mình thấy là ông Nhí ổng dùng nước máy nha anh em. Nước máy bơm cho nó lẹ hả? Rồi. Nhanh lên ông Tư ơi, đã có nước nha. Được không, được không? Nè, ông nhìn nè. Khi mà ông Tư ổng làm con cá á, ổng đi trên bờ khó khăn y như con cá. Rồi, đi đâu được rồi, xuống nước mà bơi. Cá giam tới ta Tư nè, có căng trứng rồi kìa. Nè, cái này ép được nha. Cái này cá trống nha anh em. Kiếm cá mái nữa ép bình thường. Lai tạo ra. Rồi, nhảy vô hồ đi. Rồi nhảy vô hồ ha. Khỏe liền, dễ chịu liền thấy không?
mát ha. Thời buổi nắng nóng kiểu này nuôi cá này khỏi chê. Còn thiếu nước, còn thiếu nước. Thiếu nước, còn lắp sắp quá. Cứ tưởng tượng này là con cá đó không? Chờ chút xíu ông nhí bơm nước đầy lên thì bắt đầu trò chơi bắt đầu nha. Bây giờ nước ít quá. Nước ít quá con cá nó khó chịu là đúng rồi. Đúng rồi. Á, à, nó tạt lên kìa. Nó phải đủ cái lượng nước để con cá nó có đủ oxy phải không? Con cá này nó đang dùng hai cái vây tay nó quạt nước lên tại vì thiếu nước nè, đang lấp sắp quá nè. Lên tới đây ông nhí. Tới đây đi. Đúng rồi. Rồi, cố gắng chút xíu nha, beta 4. Nước sắp lên tới. Con cá đang di chuyển ông nhí. Thấy chưa, thấy chưa? Con cá này á, cái màu sắc nó đẹp nha. Hai mảng ông nhí. Đúng rồi, hai tông màu nè. Cái phần trên là màu đỏ cam. Còn cái phần dưới á là xanh trắng đen. Vảy rồng luôn. Quá đã. Đuôi bán đê á. Rồi để tôi cà nó thử ra. Thấy không? Nó khùng mày. Ủa này con cá hay là con khác? Sao tao thấy giống hà mã quá. Sao nó sủa? Con cá nha, đóng vai con cá nha, y như thiệt nha. Sùng sùng, con cá này đang sùng nè. Cái này căng lửa nè. Để chút xíu tao lấy lăng quăng cho nó ăn. Trời đất ơi, ông tàu lao quá. Cái này á, beta 4 chứ không phải là beta cá cảnh. Beta 4 khác nha. Ăn chôm chôm, ăn chôm chôm. Hồi mày chôm chôm của tao mà ăn gì? Rồi, chút xíu nữa thua ráng chịu nha. 2 triệu, 2 triệu. Bỏ lăng quăng vô một cái là hư cá liền. Thử đi. Được rồi, tắt nước được rồi đó. Được chưa? Rồi tắt đi. Cầm mày tao vô tao tắt. Chù cha, dễ ạt ha. Nãy giờ mình bấm giờ á, mình tính thời gian thì đâu đó khoảng 5 phút rồi nha. 5-10 phút rồi nha. Ông nhí còn lại 50 phút nữa nha. 50 phút nữa nha ông nhí. Rồi. Quá đã, quá đã. Ông nhí ơi, ông nhí. Cảm ơi, cảm ơi. Nó sốc nước rồi. Cái độ pH cao quá, con cá cảm rồi. Trời đất ơi, tôi hiểu rồi, hồi nãy giờ á, bơi dữ quá phải không? Nước vô lỗ mũi nè. Rồi. Cá mà sao vô lỗ mũi mày? Cá đừ, cá đừ. Ông đi đâu đó? Lấy nước lá bàn. Trời đất ơi. Được không? Ừ. Nên nhớ đây là con cá beta 4 chứ không phải là beta cá cảnh nha. Ê, nó mát, nó mát. Đó, nó bơi thấy không? Đó. Mát lại rồi nè. Nó chịu rồi đó. Quá hay ha. Đó, rồi về mày chờ tiếng lấy tiền thôi. Ê. Ê. Ui. 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 Ủa sao đêm ru rồi? Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Trời đã cay hết hồn cha nội này. Nó lặn xuống ăn ngồi dưới. Đúng rồi, đang nghỉ, đang nghỉ. Rồi, ngủ rồi, ngủ rồi. Căng trứng, căng trứng. Căng trứng hả? Cá trống hả? Con này ăn cá trống mà căng trứng gì cho nội? Nó mập quá. Cái này á, ông nuôi con cá này, ông cho nó ăn ít lại. Có thể là cho nó ăn nhiều quá nè. Cái bụng này á, là đang no hay đang đói? Đang đói. Đang đói bụng. Cái bụng bự như thế này mà còn đói bụng. Cái con cá này mày nuôi rất hao lắm á. Lấy cám cho nó ăn, lấy cám cho nó ăn. Ừ. Chuẩn bị ông nhí ông thua nè. Bỏ cám vô là thua liền. Không được ông nhí ơi. Ủa sao kỳ vậy, con cá nó phải thái cám chứ mày. Con cá beta 4 này nó sợ cám. Từ lúc bơm nước là tính giờ rồi. Được không, được không? Nó thấy đông nó mừng cái gì mày? Mừng hả? Thôi. Bỏ vô đi. Bỏ vô á. Thôi. Từ từ, từ từ. Ông Tư ông sợ rồng. Bỏ vô là dơ nước. Cá mà sao dơ nước? Beta 4 mà. À, rồi, 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 quên rồi. Rồi, được rồi, được rồi. Khỏe lại liền ha. Cho miếng thôi, ít thôi. Trời đất ơi. Cho nó có bề hát nước. Rồi. Nó không được.
Có muối rồi, có muối rồi. Đó, lại chút xíu nữa cái nước nó ổn định nè. Rồi quậy đi cho nó tan ra. Đó, nó bơi lội bình thường thấy không? Hiện tại thời gian 30 phút đã trôi qua nha ông nhí. Đang canh giờ. 30 phút đã trôi qua. Ông Tư ơi, có sao không? Làm gì gãi dữ vậy? Nó gãi vậy là nó muốn bị nắm rồi đó. Trời đất ơi, cái dãy nó sừ vậy thấy không? Bây giờ làm sao để chị nắm? Đơn giản, tao nuôi cá mà. Rồi tao để cho. Quá hay ông Tư, thấy gãi một cái là biết bị nắm liền. Là ông ngứa hả? Ừ. Vậy là bỏ muối vô ngứa nè. Muối nó sát trùng hay gì á? Đúng rồi. Ông Nhí ơi, cố gắng lên, chỉ còn 30 phút thôi. Còn khoảng 28 phút nữa là ông Nhí chiến thắng nha. Ông Tư đang rất là đừ rồi ông Nhí. Lẹ lên ông Nhí ơi. Ông Tư mà leo ra khỏi cái hồ này là ông sẽ thua cuộc. Ông Tư mà leo ra khỏi cái hồ này thì ông Nhí là người thua cuộc nha. Giữ nó lại. Còn 28 phút nữa. Trời đất ơi, nước đá vô mát hả? Mát hả? Đó thấy không, nó bơi lại quá đã ha. Mấy phút rồi, còn 27 phút nữa, gần nửa tiếng á. Ù cha, nước lạnh lạnh rồi nè. Mát dữ ta. Trời ha. Sao vậy? Có chuyện gì? Rồi tôi hiểu rồi. Đau bụng hả gì? Cái này nó đói bụng nè. Cá mà nó phải ăn chứ mày. Cho nó ăn gì vậy? Ăn quăng. Rồi, ông Tư chuẩn bị chèo ra ngoài rồi. Vậy là không chịu ăn lăng quăng, ông nghĩ sao ông cho ông Tư ăn lăng quăng? Lấy chôm chôm ra. Chôm chôm được không? Được. Chôm chôm ông Nhí. Lẹ lên ông Nhí ơi. Chôm chôm đâu? Ông Tư mà ông chịu thua, đói bụng, ông chèo ra hoài là coi như trò chơi kết thúc nha. Bỏ vô thêm đi. Rồi. Để nó ăn hết tao rồi. Còn quá trời kìa. Khỏe rồi. Trời đất ơi. Quá đã. Ngon ha. Còn khoảng chừng 26 phút nữa nha. Cho 25 đi, 25 phút nữa là trò chơi này kết thúc, ông Nhí sẽ thắng cuộc. 24, 23 phút nữa. Rồi được ha. Wow, đã. Cái này là ông Tư ông cho tôi nha. Cái này là Beta Tư cho tôi nha, ông không được xin nha. Rồi. Ok. Ăn hết không? Không hết, bỏ đây mấy trái nữa đi, cho đều. Rồi được rồi. Rồi, tôi phải ăn mấy trái sống sống vậy nè. Cho tao ăn chừng đây. No rồi đó, bơi. Sao vậy? Rồi xong. Tôi đi toilet. Ông bước ra là ông Nhí thua đó. Cản lại, lấy cái bô lẹ lên. Chờ tao chút đi, chờ chút đi. Còn 20 phút nữa là ông Nhí chiến thắng rồi. Ráng chờ chút xíu đi. Sáng tôi bị đau bụng. Trời đất ơi, ăn chứ nhiều dữ vậy. Bị đau bụng sẵn nè, ông nhìn cái gúng tôi nặng nè. Rồi nằm xuống đi. Nằm xuống. Ông mà nhảy ra cái là uổng công ông Nhí nãy giờ á.
Có cách nào không? Có cách nào giữ ổng lại không? Bây giờ chỉ ráng chờ thôi. Ráng chờ, ráng chờ. Sao tôi ráng nổi đâu quá. Còn khoảng chừng 20 phút nữa nha ông Nhí. Hiện tại là đã trải qua hơn 30 phút rồi. Thì ông nuôi con cá như thế này là con cá khỏe hay là sao? Cá khỏe đó, mạnh đó. Nhìn cái mặt con cá kìa. Đó, thấy chưa? Cái tài nuôi của ông á, như thế này là chưa ok nè, ông cho ăn nhiều quá. Con cá bè ta mà ông cho ăn nhiều quá là nó sẽ bị cái gì? Nó bị chướng bụng. Đấy, chướng bụng. Còn khoảng chừng 15 phút nữa là ông Nhí kết thúc trò chơi. 15 phút nữa, ráng chờ đi. 15 phút nữa. Không được, ở trong đây luôn á. Rồi thôi được rồi, để ông đi đi. Trời đất ơi, chút xíu nữa ông bột ra cái là mệt đó. Sorry bà con nha. Ông đừng có dịnh lan nữa, thầy dắt cái hồ luôn á. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh tôi nói ông nghe nè. Cho dù á ông Tư không đi ra, ông vẫn thua. Sao thua? Ông suy nghĩ coi. Nếu mà ông Tư ổng ở trong đây, ông ở trong đây được một tiếng đồng hồ á thì sao? Thì ông vẫn thua bình thường. Đó. Còn cái này á là tôi đem về tôi ăn. Gì này của tao mà đem về ăn gì? Rồi trả ông nè. Tôi được nhiêu đây được rồi. Con cá của ông nó đã bị bệnh chướng bụng rồi. Làm sao mà ông thực hiện được cái thử thách này? Biết gì hồi nãy tôi cho nó ăn ít không? Hồi nãy ông đem ra ông cho nó cỡ một chùm thôi là chắc là ok. Ừ. Ăn ít á thì nó không bị chướng bụng, còn ông Tư ăn nhiều quá, ông đi vô chổng chướng bụng rồi. Đúng rồi. Đó là cái nguyên lý cơ bản của cá mà. Đúng rồi. Con cá ăn nhiều quá là nó hư rồi. Vậy mà bảo là chuyên gia nuôi cá bê ta. Thôi dẹp đi, đi vô tắm rửa đi, thay đồ đi, ra ăn chôm chôm nè. Ừ. Tức thiệt. Ừ. Ngọt. Cái chỗ vườn chôm chôm của con cu đất này trồng nhiều lắm. Chu cha nó ngọt. Ừ. Chôm nó giòn lắm. Ông Tư, ông Nhí là ông khoái ăn mấy trái vậy ông Tư? Mấy trái chín đỏ. Ví dụ như là trái này nè, ông Nhí cũng khoái ăn mấy trái này nè. Tôi nãy giờ tôi lựa chỉ đổ tôi ăn. Đây cái gu của tôi nè. Ông nhanh nè. Nó sống nó giòn. Mình ăn nó giòn nha. Đó. Đó nó giòn thấy không. Ở trong nó tươi. Còn mình ăn cái trái đỏ nó sẽ có nước. Nó mềm ơi. Nè. Ừ, xin mời anh em nha. Cái này nó chín. Có nước. Tôi ăn thử chứ sao chín nó ngọt. Ông ăn thử chứ sống á. Giòn ha. Ừ. Nhưng mà chua. Đúng rồi, tại nó chưa chín mà. Nếu mà anh em nào thích ăn trái chôm chôm mà nó tươi á, ngọt nhiều hơn chua nha, chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà ngọt nhiều hơn chua. Thì mình ăn mấy cái trái cỡ này. Ừ, trái dành xanh nè. Bình thường trên vườn người ta hái á, cỡ này là người ta hái nè, sống hơn chút xíu. Để ăn chi khi mà ra chợ á là nó sẽ chín lên là vừa. Ừ, trừ hao á. Còn nếu mà nói như ông á, hái mấy trái này nè là ế luôn. Nó rụt quá. Đúng rồi. Bán không hết á. Bán nó chậm là nó bị dư rồi, nó mau chín nó rụt. Với cúng này kia nó không tốt bằng trái sống vậy. Đúng không? Ừ. Người ta dở ha. Phải đợi mấy trái này nó chín lên người ta bẻ luôn. Chưa gì hết ta bẻ rồi. Trời đất ơi. Mày khùng mày. Nè. Cái này là cái đầu của nó nè. Cái đầu bông á phải không? Cái này á là cái trái đẹt. Cái trái này mà nó bự lên là trái này thúi rồi. Cái đầu bông á này mà thấy mày để coi trái nào không có đó. À, à. Đó, cái nào luôn. Cái nào không có. Ừ. Thấy không? Ừ, ngọt thiệt á. Bây giờ mình sẽ ăn thử trái chín nha. Mà chôm chôm ra chợ mua không ngon ông Nhí. Nhớ hồi nhỏ không? Hồi nhỏ vườn chôm chôm bổ quá. Xuống dưới bẻ lén ăn ngon ghê. Ông này. Này đó anh tụi mình. Khai hết vậy. Tôi nói ông nghe nè. Chôm chôm ăn trong trời mưa mới ngon. Tại vì sao mấy cái vườn chôm chôm á, trời nắng mấy ổng canh. Ừ. Trời mưa mình leo hàng rào. Nó ngon lắm. Mà cái hương vị nó gấp đôi nha, nó ngon gấp đôi nha. Ngồi trên cây ăn luôn. Đúng rồi. Không phải ăn trái chín gì đâu. Cái trái mà nó xanh lè luôn á. Phải lấy dao cắt cái vỏ, bạch ra, ăn. Phá hoại. Phá hoại, quỷ hoại.
nhưng mà ngọt lắm. Người ta chờ cho nó cỡ này rồi hái. Nó chính cỡ này là mấy ông đi thu hoạch hết rồi, đâu có tới lượt mình ăn. Hay ha, hay ha. Ảnh giống như con dơi vậy, ảnh canh đúng không? Hàng gì hồi đó cây chôm chôm ông nhí mất trái hoài. Nhớ không? Ừ, đúng rồi, hồi xưa sao nhà ta có một cây nè. Đấy. Thì ra là mày tác nhân đó. Cứ cái chùm nào chín chín là ta canh là ta chưa bẻ là mất tiêu à. Chôm chôm này nè, mình đi ra chợ mình thèm mình mua 1 ký mình ăn nó không ngon. Ngon. Thà ai cho mình ăn nó ngon. Nói chính xác rồi. Mày có mua đâu. Đúng không? Chôm chôm này nó đâu có mắc nhiều. Mấy chục ngàn ký à, 30 ngàn ký là cùng. Nhưng mà đôi khi mày phải mua thôi. Tại vì mày đang thèm mày chờ người ta cho, người ta không cho lấy gì ăn. Nhưng mà ăn nó không có ngon. Rồi ra chợ mua ăn không ngon. Cái hàng mình leo rào với cái hàng người ta cho tặng nó ngon. Mà cái hàng mình bóc tiền túi ra mình mua nó không ngon. Phải không đó? Nó không ngon đúng theo nghĩa đen luôn nha. Ừ. Thường thường ngoài chợ người ta bán thường nó rụt. Chín rụt quá. Vừa ăn mà vừa bị người ta đập nó mới ngon nữa. Đâu có. Đạo quá. Ngọt, chôm này ngọt. Tiếng bưởi. Tấm lẹ lên nha. Hồi xưa nó có cây chôm chôm, tôi nhớ nha. Ăn nó không được về đâu. Mình cắn vô nó chua lét mà nó dính. Chôm chôm hổng chóc. Chôm chôm rừng. Chôm chôm rừng. Vậy mà hồi xưa anh em mình mê. Ăn mà ăn riết mà tê răng luôn á. Bây giờ mình thèm cái hương vị của trái chôm chôm đó mà không có ăn á. Đúng rồi. Nó đâu còn đâu. Chôm chôm đó tôi ăn là tôi nuốt luôn cái họng luôn. Đúng theo kiểu chôm chôm, chim ỉa, chôm chôm rừng là nó giống như vậy nè. Mà cái lông nó dài lắm. Cái trái nó nhỏ. Nó dài lắm, mình ăn vô nó chua lét à. Nó giống như mày biết sao, nó giống như trái chôm chôm nhãn á. Mà cái lông nó nhiều lắm. Cái lông nó nhiều mà nó chua lét à. Mà cái trái anh màu vàng, vàng tươi luôn. Anh về khè. Đúng rồi, giang khè luôn. Cái màu cực kỳ đẹp luôn á. Đẹp lắm. Mà ăn vô hương vị nó ngon lắm nha. Ăn nhiều á nó sẽ bị gác cổ. Nó là nó chua chua ngọt ngọt chứ không phải nó chua không đâu. Mắp nó chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Mà mình chỉ mắp mắp nó được thôi. Không có nhai nó được. Nuốt hột luôn. Tìm mắp mắp nó mắp xong nuốt cái hột luôn. Đúng rồi, nuốt hột, đúng rồi. Chưa tàn nuốt hột không. Nuốt hột luôn. Nhả hột ra uổng. Cái trái chôm chôm này nó gắn bó rất là nhiều kỷ niệm với anh em mình luôn nha. Nói tới chôm chôm á là kỷ niệm ùa về nha anh em. Nhiều lắm. Mình ngồi mình kể kỷ niệm về những trái chôm chôm này chắc là kể tới chiều chưa hết á, thiệt. Hồi xưa ở đây nó có cái giống cây đó chứ, cái cây chôm chôm rừng á. Hồi xưa là không có điện thoại, không có mạng, không có internet. Con nít ngày xưa ngây thơ mà nó vui vẻ lắm. Mà nó thông minh nha. Giống như là phát triển sớm lắm. Ừ, nó khá thích nghi. Thích nghi ghê lắm. Thông minh chỉ biết sao không? Là trời nắng này kia là anh không có đi ăn trộm. Nhưng trời mưa. Trời mưa á. Vừa mưa xuống cái giường chôm chôm mấy nhóc ngò quá chạy chạy luôn luôn như khỉ vậy nè. Rồi ok, video hôm nay anh em mình tới đây ha. Nói chung là ăn nhiều đây, ăn nhiều quá chút xíu nữa ách bụng lắm anh em. Mùa chôm chôm tới rồi, anh em mua về ăn đi. Tốt nhất là kiếm chôm chôm hái vườn ăn. Ngon. Rồi vậy ha. Bye bye bà con.